Thưa quý vị, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ, tổ công tác liên ngành gồm có lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội, thanh tra giao thông và công an quận huyện đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý tình trạng xe dù, xe khách có hành vi đón trả khách sai quy định trước và trong kỳ nghỉ lễ. Phản ánh của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Đường Phạm Hùng, cửa ngõ phía Tây của Hà Nội là một trong những tuyến đường huyết mạch nơi có lưu lượng giao thông lớn. Vào những dịp cận lễ Tết, không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc xe khách chạy rùa bò nhồi nhét khách vì lợi nhuận. Hôm nay đây là xe thì nói thật nó tắc đường thì anh em cứ ra đi nữa thì có đôi người họ vô tình họ nhảy lên thì anh em phải chấp nhận chứ. Còn đây là lái xe vi phạm lỗi dưới tốc độ tối thiểu đón trả khách. Mặc dù lực lượng chức năng sử dụng máy bắn tốc độ và thiết bị ghi hình vi phạm, nhưng lái xe vẫn một mực khẳng định mình không sai. Đã có ghi hình được cái đoạn mà mình đang đón khách rồi thì... Không, khách mới ra cửa nhưng mà anh không đón. Anh cả phụ đứng ở dưới đất luôn, anh không đón, anh đi đấy mà. Chỉ trong vòng 15 phút, lực lượng chức năng đã xử lý được gần 10 trường hợp có hành vi phạm lỗi chạy dưới tốc độ tối thiểu đón trả khách trên đường. Khuyến cáo đối với cả những người dân vào bến, đến những nơi mà đảm bảo để mình mua vé và lên xe để đảm bảo cái quyền lợi cũng như an toàn cho bản thân. Nhiều nhà xe sau khi xuất bến cố tình đi chậm để đón khách, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên đến từ thói quen của người dân.